tập 1. Đập tay nào. Nhìn ba này. Nào gọi ba đi. Ba. Nào gọi lại lần nữa đi. Được. Chị Bân à, nào chú chơi với con bé một lát. Alo, tôi là Lưu Hạo Minh. Hạo Minh à, công ty Duy Hồng vì muốn có được số liệu nghiên cứu của cậu, phái người đến bắt cậu rồi. Nói cậu là bệnh nhân tâm thần. Nhanh, dẫn bọn nhỏ đi đi. Anh Hạo Minh. Hạo Minh, xảy ra chuyện gì rồi? Không còn thời gian nữa đâu. Nhanh, bao đưa bọn trẻ đi đi. Đi ngay. Nhanh. Đến rồi. Người đến bắt chúng ta. Bắt chúng ta. Người đến bắt chúng ta đó. Mở cửa Lưu Hạo Minh. Mở cửa. Mau mở cửa. Đi đi. Mau mở cửa ra. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Đi nhanh đi. Đi nhanh. Nhanh lên. Hỏng rồi, chúng ta đến muộn rồi. Bọn họ chắc chắn trốn từ phía sau. Huệ Lan, sao thế? Nào em dẫn con đi đi. Chí Bân, em dẫn chị dâu đi từ đằng này. Anh yên tâm đi. Anh đi dụ bọn chúng. Chị dâu nhanh lên. Bắt hắn, bắt lấy hắn. Đứng lại. Nhanh đi, nhanh đi. Huệ Lan, Hạ Tổng, Chí Bân, Hạ Tổng, sao anh đến đây? Cậu đưa Huệ Lan xuống trước, tôi đi giúp Hạo Minh. Chị dâu đi nhanh thôi, đi đi. Được, đứng lại. Chị dâu, mau lên xe. Đứng lại. Chí Bân, Tiểu Lỗi nghe lời gì? Chị dâu, em lập tức quay lại ngay. Tiểu Lỗi nghe lời gì đấy? Chí Bân, em quyết định đưa Hạo Minh về. Cháu muốn ba, cháu muốn ba. Được rồi, đừng lo lắng nữa. Hạo Minh, Hạo Minh, đại ca sao vậy? Sao đến nhanh thế? Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm đó. Đừng nói gì hết, đây là đĩa và phim. Bên trong là số liệu nghiên cứu. Người bọn họ muốn bắt là em. Anh cầm lấy đi. Cho dù có bắt được em thì không có cái này cũng vô dụng thôi. Em đi dụ bọn chúng đi. Khoan đã. Như vậy nguy hiểm quá. Khi anh vừa đến, nhìn thấy phía trước có căn nhà gỗ nhỏ. Em vào trong đó trốn đi. Đi, cẩn thận đó. Đi bên kia tìm xem. Nhanh, đuổi theo. Chỗ tôi không có. Đi bên kia xem xem. Hạo Minh. Hạo Minh. Giang Chí Bân, tại sao em lại quay lại đây? Em lo cho anh, người đuổi theo anh vừa xuống núi. Chúng ta đi lên phía trên. Được, đi mau. Đi, đi nhanh đi. Kiên trì. Nắm chắc Chí Bân. Kiên trì. Chí Bân. Hạo Minh. Hạo Minh. Hạo Minh. Tại sao cậu lại buông tay hả? Không phải như vậy mà. Cậu hại chết Hạo Minh rồi. Em không giữ nổi. Hạo Minh, không phải em. Không phải em, Hạo Minh. Tìm mẹ. Con muốn mẹ.
Huệ Lan, Huệ Lan. Huệ Lan à, anh đừng đụng vào tôi. Đừng đau lòng quá. Không. Bọn chúng không lấy được số liệu nghiên cứu của Hạo Minh. Hận không thể tiêu diệt được con gái và vợ của cậu ấy. Hạ Tổng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng cái chết của anh Hạo Minh. Anh nói gì? Tôi cũng nhất định làm điều. Huệ Lan và Đình Đình bây giờ lúc nào cũng ở trong sự nguy hiểm hết. Hạ Tổng, cho dù tôi có chết, tôi cũng phải bảo vệ tốt chị dâu Huệ Lan và con gái của chị ấy. Gia đình để bọn chúng tìm ra, đưa họ đến một nơi xa, nơi không ai có thể tìm thấy. Không phải. Vậy thì chúng ta có lỗi với anh Hạo Minh và chị dâu Huệ Lan rồi. Để chúng ta có chỗ đứng rồi thì lại đón Đình Đình về. Chuyện này tôi đưa cho cậu một khoản tiền để phụ dưỡng. Cậu đưa nó đi đi. Hạ Tổng, vì sau này chúng ta nhất định phải đón Đình Đình trở về. Đón chứ, nhất định phải đón con bé trở về đây. Chi Bân à, mặc dù Hạo Minh rơi xuống trong tay của cậu, nhưng mà nếu như cậu ấy biết chúng ta làm như thế này, linh hồn cậu ấy trên trời nhất định sẽ tha thứ cho cậu thôi. Đây chỉ là biện pháp tạm thời. Bây giờ cậu đưa con bé đi đi. Ngoài chuyện này ra, còn có một chuyện nữa. Chính là họ kiến nghị với tôi đón Lâm Huệ Lan về nhà. Nhưng mà Huệ Lan cô ấy là em gái họ của tôi. Chuyện trái đạo đức này cậu nói xem tôi làm sao nổi. Nhưng mà cô ấy bây giờ tinh thần phân liệt, sao tôi nỡ để cô ấy vào viện tâm thần chứ. Cậu nói xem tôi nên làm thế nào đi. Chí Bân, tôi còn khó xử hơn cậu nữa. Giao đứa bé này cho tôi nuôi. Đại Sơn, tôi xin cậu đó. Đây là con nhà ai vậy? Con của anh hả? Đại Sơn, cậu không cần phải hỏi gì hết. Cậu coi đứa bé này như con gái ruột của mình, nuôi nó được không? Tôi xin cậu mà. Chí Bân, có phải đầu của anh bị nhúng nước rồi hay không? Sao tôi lại tự dưng bế một đứa bé về nuôi? Hơn nữa lại không cho tôi hỏi chuyện gì. Anh không biết vợ của tôi là người thế nào không? Tôi tự dưng bế một đứa bé về, cô ấy không ăn tươi nuốt sống tôi mới lạ đó. Đại Sơn, cậu xem thế này đi. Số tiền này cậu cầm lấy trước. Tạm thời cậu sẽ không cần vất vả gì nữa. Tôi nhờ cậu cả đó. Xin cậu. Đại Sơn, đừng khóc nữa mà Đình Đình. Đừng khóc. Đừng khóc. Mẹ ơi. Đình Đình, con muốn mẹ thôi. Mỹ Lệ à, bé con nhà ai thế? Chúng ta giữ đứa bé này lại đi, nuôi nó được không? Anh nói gì chứ? Con của người khác sao chúng ta có thể nuôi được? Em nghe anh nói. Diệp Đại Sơn, không lẽ anh sinh con với người phụ nữ khác hay sao chứ? Mỹ Lệ à, em nói gì thế? Tại sao anh lại có thể là loại người như vậy? Vậy cho anh bé nó về làm gì? Mau bế nó đi đi. Mỹ Lệ, coi như là anh cầu xin em được không? Tiền nuôi con đi nè. Lại khóc nữa rồi. Mau đi nấu chút thức ăn cho nó đi. Đứa bé đói rồi. Đi đi. 25 năm sau,
Tiểu Lỗi à, về rồi hay sao? Con về rồi. Nào con trai, cởi áo vest ra đi con. Nóng chết đi được. Con trai à, con ta làm trước là vì để gặp Đổng sư trưởng sao? Không thể giấu được ba chuyện gì hết. Được rồi ba, con lên lầu tắm nha. Đợi đã, đợi đã. Con trai, nào mau ngồi xuống đi. Đây là cháu bác Bảo, ba tự tay nấu cho con đó. Con ăn nhiều một chút, tốt cho sức khỏe. Ba ăn chưa? Ba ăn rồi. Con trai, con đúng là không thua kém ai hết. Ba không ngờ Hạ Bằng Phi, ông ấy gặp con trai bảo bối của ba cũng phải cúi đầu nhường nhịn. Con đi tắm đi ba. Được. Đợi đã con trai, hình như con có tin nhắn nè. Sở trưởng của con, sở trưởng gọi đến. Con đi gọi điện thoại đi. Alo, alo, bận lắm hay sao? Không có, không có, bây giờ không có bận nữa, em nói đi, không bận gì. Vậy tại sao anh không gọi điện thoại cho em, lại cứ phải để cho em gọi trước cho luật sư lớn thế? Xem em nói kìa, thôi được rồi, lần sau anh nhất định gọi điện cho em trước được không? Nghe giọng của em vui như thế, có chuyện gì tốt hay sao? Có một tin tốt muốn nói cho anh biết đây. Em sắp đến Tân Hải rồi. Thật sao? Mà sao lại đến Tân Hải chứ? Đương nhiên là vì em nhớ anh quá rồi, vậy cho nên em mới tới. Đùa anh chút thôi. Thật ra là em đến tập đoàn Bằng Đạt phỏng vấn. Tập đoàn Bằng Đạt? Đúng. Giống như em cho rằng lần đầu em phỏng vấn là có thể được nhận rồi, nhưng mà không ngờ bọn họ lại không biết tốt xấu gì hết. Nhưng mà bây giờ bọn họ nhận ra rằng em là một nhân tài. Sau khi đến tập đoàn Bằng Đạt, em có thể thường xuyên gặp anh rồi. Vậy cho nên em rất vui. Phải rồi. Phản ứng của anh là sao chứ? Không hy vọng gặp được em hay sao? Không có, không có. Hy vọng, đương nhiên hy vọng rồi. Diệp Minh Châu, đến ngay đây, đợi một chút nha. Bây giờ em phải làm việc rồi. Tối nay em gọi lại cho anh nha. Như vậy nha, tạm biệt. Alo, alo. Xin chào phu nhân Đổng sự trưởng. Mọi người vất vả rồi, nên làm thôi, không vất vả. Về rồi hay sao? Tiểu Lỗi chắc cũng về rồi hay sao? Dân về rồi. Mọi người cùng giao ra ngoài hay sao chứ? Bọn ta đến nhà hàng của Tiểu Khiết ăn cơm. Biết cháu cũng về sớm thế này thì cùng đi luôn. Đã bảo anh ấy mấy lần rồi, anh chẳng đi. Có phải là anh có ý kiến gì với em hay không chứ? Gần đây công việc bận quá, có thời gian nhất định đến chỗ em ăn cơm. Hà Tổng ở bên trong đang đợi cháu, cùng vào đi. Được đấy. Vụ án kiện tụng của Trang Viên Hoa Hỏng thắng lợi. Lợi hại, lợi hại. Vụ án kéo dài lâu như vậy, cháu xử lý một lần đã xong. Đúng là hậu sinh khả quý. Chỉ là đòi lại quyền lợi hợp pháp cho người dân ở đó thôi. Chuyện công ty Đại Hoa, chúng ta cũng không thể ép người quá đáng. Dù sao họ cũng có liên quan nghiệp vụ với Bằng Đạt chúng ta. Chúng ta vẫn cần người như thế. Dân, cháu hiểu rồi. Tòa nhà Hòa Thuận là hạng mục đầu tư lớn của tập đoàn Mỹ. Lần này họ phái tới một người đến, giám đốc giám sát chính là người này. Nghe nói là tiến sĩ của Đại học Harvard. Lần này chúng ta gặp được đối thủ mạnh rồi. Đại học Harvard là trường nổi tiếng. Cháu hiểu rồi. Chú ý nhiều hơn. Ây.
không đơn giản. Ba, ba đối xử với tên nhóc gian lỗi tốt như vậy sao? Con phải học tập người ta đi. Nếu con được một nửa của nó, ba vui lắm, con có biết hay không? Còn nữa, hàng một lần trước bị con phá hỏng rồi, lần này thế nào đây? Con nhất định phải xây dựng quan hệ tốt với giám đốc giám sát trong hạng mục lần này đó. Nếu như con còn gây ra sơ suất gì, thật sự đừng trách ba không khách khí với con. Mình à, ở nhà đừng có nói chuyện công ty, thả lỏng một chút đi được không? Nếu không chúng tôi ra ngoài đi. Đúng đó ba, hay là con cùng mẹ đến công ty Bách Quá đi. Được, đi thôi. Đúng rồi, con nói cái người giám đốc giám sát tên là gì chứ? John Lee mà ba nói sao? Đúng, John Lee. Ta nghe nói người này rất hay soi mói. Vào đi. Giám đốc Hạ, Johnny lại đến Hạnh Huệ rồi. Sao cô không nói sớm? Anh ta đã ở dưới lầu rồi. Cứ nói tôi không có ở đây. Đây này giao lại cho cô đó. Dạ được. Tiểu Triệu, Hạ Cường đâu? Anh ấy không có ở đây. Các người đẹp, chúng ta đi. Đừng đi nhanh như thế chứ. Đúng vậy, đợi bọn em đi chứ. Tôi đưa các cô đi lượn gió. Jolie, anh lái xe ghê quá đấy. Có chú ý an toàn hay không vậy? Tôi không biết anh ở nước ngoài lái xe thế nào, nhưng mà tôi khuyên anh, ở trong nước lái xe như vậy nguy hiểm lắm. Được. Giấy thông báo dừng thi công. Anh dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi dừng thi công? Anh có biết bây giờ chúng tôi dừng thi công sẽ tổn thất lớn thế nào cho công ty không? Chuyện này tôi đâu có quản được. Trên hợp đồng viết rất rõ rồi, chỉ cần thép của các cậu không đạt yêu cầu, tôi có quyền bắt các cậu dừng thi công. Ai bảo tôi là giám đốc giám sát chứ? Jolie, bình thường tôi đối đãi với anh không tệ. Còn nữa, đừng có vài ngày lại đưa người đến chỗ của tôi. Tôi không thích chuyện này đâu. Cậu hiểu chưa? Nào các người đẹp, lên xe. Bên này. Nhìn gì mà nhìn, đến một thằng đàn ông cũng không xử được. Tự gọi xe về đi. Nào, ăn từ từ thôi. Mẹ, về rồi hay sao?
con lấy đồ về cho mẹ rồi. Nào để ở đây. Hôm nay sao không có khách thế? Có mỗi bàn đó thôi. Vậy thôi mẹ đừng có làm nữa, để con giúp mẹ cho. Mẹ còn phải về nhà nấu cơm cho Kim Châu và anh nữa. Mẹ về trước đi, nghỉ ngơi đi. Mẹ về trước nấu cơm cho bọn đó. Đợi đã, Kim Châu đi đâu rồi? Giờ này không phải nói gì từ lâu rồi hay sao? Nó nói là bạn học tổ chức sinh nhật phải đến tham gia. Hình như nói đến club nào đó. Câu lạc bộ đêm. Xin lỗi nha. Là Hà Cường bảo cô đến đúng không? Anh nói gì chứ? Tôi nói có phải Hà Cường bảo cô đến hay không? Tôi không quen Hà Cường. Cô làm gì thế? Tính khí lớn đấy nhỉ. Mặc đồ vest trông rất giống người có học. Tôi cảnh cáo anh, đừng đụng vào em gái của tôi. Nó còn là sinh viên đại học đấy. Về nhà. Chị thả em ra đi. Em không về đâu. Không về đúng không? Em muốn làm gì ở đây? Sao vậy chứ? Nhiều người như vậy mất mặt quá chừng. Em đã 20 tuổi rồi, sao không thể đến đây chứ? Em còn sợ mất mặt nữa hả? Em đến đây thì không mất mặt hay sao? Về nhà với chị. Bỏ em ra. Mặc dù cô ấy là em của cô, cô cũng không thể nào trước nơi đông người đối xử với cô ấy như vậy chứ. Cô làm gì vậy? Anh nghe rõ đây cho tôi. Về chuyển lời giáo chủ của các người. Lần sau nếu như còn dẫn cho Diệp Kim Châu vào đây, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Không sao, không sao. Đau quá, bỏ ra coi. Đau chết đi được. Tại sao lại tìm đến đây? Em còn hỏi chị nữa hả? Chị còn chưa hỏi em đâu đấy. Em nói em mặc cái gì đây? Ở đây làm gì hả? Bộ này là mượn về đấy. Làm hỏng thì trả thế nào đi? Gan của em cũng lớn quá ha. Còn dám mượn váy của người ta. Cô bé này. Diệp Minh Châu, em ghét chị lắm. Em quay lại đây cho chị. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Sao đây này lại loạn như vậy chứ? Anh là giám đốc giám sát của công trình Hòa Thuận sao? Cô là... Tôi là bên thiết kế của hạng mục này đó. Tôi là Susan. Thật sao? Phải. Rất vui khi gặp cô. Hân hạnh, hân hạnh. Thật sự rất hân hạnh. Không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Cô là ai vậy? Tránh ra. Cái gì? Tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là của tôi. Được thôi, được thôi. Xem ra người của anh tính khí lớn đấy. Được thôi, lần sau gặp lại, tạm biệt. Xin lỗi. Người đó là ai vậy hả? Rõ ràng là cô ta biết tiếng Trung. Tại sao em lại tìm được anh hả? Anh quên rồi hay sao? Em vẫn là cái đuôi theo sau anh, đi theo bên anh mà. Cái đuôi gì chứ? Nghe nói anh đã về được hơn một tháng rồi. Sao anh không đến tìm em hả? Tôi rất là bận, ngày nào cũng có rất nhiều chuyện phải làm hết. Cái gì hả? Nơi này thật sự quá ồn ào. Đi theo em đi. Đi nào, đi nào. Đi đâu? Đi. Làm gì mà cứ lôi kéo thế? Nào, nào, nào. Đến đây. Được rồi, được rồi. Cô kéo tôi đi đâu? Chính là ở đây nè. Anh xem, nơi này môi trường tốt, lại còn yên tĩnh nữa. Từ sau khi chúng ta chia tay ở Mỹ, em lâu lắm rồi không có gặp anh. Có rất nhiều lời muốn nói cho anh biết, nhưng mà rất tiếc, tôi chẳng có gì muốn nói cho cô hết. Từ sau khi chúng ta chia tay, tôi thấy cả người tôi rất tự tại. Vậy sao? Nhưng mà một người có hoài bão lớn như vậy lại đến công trường của ba em làm giám đốc giám sát. Nè, chẳng lẽ cô đã nói cho người nhà của cô biết tôi là Jolie? Đương nhiên là không có rồi.
Em biết ông của anh vì ba của em cho nên mới bị phá sản. Chuyện này sao em lại nói cho họ biết được? Rõ ràng cô biết chúng ta có quan hệ khoảng cách, tại sao vẫn còn đối xử với tôi như vậy? Mối quan hệ này thì sao chứ? Anh nghĩ xem, Romeo và Juliet cho dù có cách trở lớn thế nào cũng sẽ ở bên nhau thôi. Cô nói gì vậy? Cái gì mà Romeo? Cô muốn để cho tôi chết đi giống như Romeo sao? Chuyện nên nói chúng ta đã nói xong rồi. Tạm biệt, ngủ ngon nha. Khoan đã. Không được đi. Cô làm gì vậy? Anh muốn đi đâu chứ? Đương nhiên là về nhà rồi. Về nhà? Nhưng mà anh uống nhiều như vậy, về nhà thế nào được? Hay là em đưa anh về nha? Không cần đâu, cảm ơn cô. Tôi có xe mà. Triệu Trung Minh, tôi ở đây nè. Tạm biệt Juliet. Nè Lý Siêu, tại sao anh cứ mãi từ chối em vậy? Ba. Ừ. Thi công thông báo. Giấy thông báo dừng thi công. Lần này dừng thi công sẽ tạo ra tổn thất không nhỏ cho công trình của chúng ta. Đổi hết toàn bộ thép đi. Cái gì? Vậy sẽ tạo nên tổn thất lớn hơn nữa. Cô không cần lo tổn thất bao nhiêu. Lần này đừng cố chấp với cậu ta. Cho cậu ta thể diện đi. Vậy có cần con dạy dỗ cậu ta một trận không? Không cần, ta tự có cách. Con đi điều tra gia cảnh của cậu ta là được rồi. Được. Đợi đã. Mà thôi, không cần làm gì đâu. Để ta làm được rồi. Còn chuyện gì nữa sao? Dạ hết rồi. Vậy ba nghỉ ngơi sớm đi. Rốt cuộc em muốn làm gì đây? Không muốn lên đại học nữa. Em nói lại coi. Em không muốn lên đại học nữa. Chị coi, Diệp Tráng không phải cũng học đại học sao? Cũng chẳng có tích sự gì. Chị của em nói em đấy. Em kéo anh vào làm gì? Em không muốn học đại học hả? Vậy chị em muốn làm gì đây? Em muốn giống như chị của em sao? Ngày nào cũng dưới trời nắng, làm việc vất vả, tháng nào cũng kiếm được ít tiền vậy sao? Em cũng muốn sống như chị hả? Em không muốn giống như chị đâu. Vậy muốn làm thế nào đây? Phụ nữ làm việc giỏi không bằng gả cho nhà giàu mà. Đạo lý này chị đâu có hiểu. Vậy nên em mới đến câu lạc bộ hát hò uống rượu, đi tìm những kẻ đàn ông có tiền sao? Em đến lớp thì làm sao? Em còn trẻ, em cũng thích những bộ quần áo đẹp, em cũng thích ở căn phòng tốt, em muốn hưởng thụ thanh xuân của mình. Chị xem cái nhà này đi, thật sự em không chịu nổi nữa. Em yên miệng cho chị. Nhà này thì làm sao? Cái nhà này có lỗi gì với em chứ? Bao nhiêu năm nay không phải nuôi em rất tốt hay sao? Chúng ta sống như thế này có tôn nghiêm của bản thân của mình, em hiểu không? Tôn nghiêm gì chứ? Chị à, tạm thời như chị mà gọi là tôn nghiêm gì chứ? Có tiền có địa vị mới gọi là tôn nghiêm. Em chính là muốn kiếm người có tiền để sống cho tốt. Em nói gì vậy hả? Cái con bé này, em nói cái gì chứ? Sao có thể nói như vậy hả? Từ từ nói, đến mức đó hay không? Có gì từ từ nói, chị làm gì ghê vậy? Diệp Kim Châu, em nghe cho rõ đi. Em biết chị của em muốn học đại học thế nào hay không? Nhưng mà gia cảnh của nhà ta em cũng biết rồi đó. Chị đã nhường cơ hội cho em và anh trai, cho đến bây giờ chị chẳng có một cái bằng đại học nào hết. Diệp Minh Châu, em muốn làm gì chứ? Em mới chị đã càm ràm rồi, muốn làm gì đây? Em sao vậy? Mẹ xem thái độ của nó đi, chẳng có chút tôn trọng nào hết. Cô im miệng đi. Mẹ, mẹ có biết, con cũng im đi. Ba của các con, nếu biết các con ngày hôm nay thế này, ông ấy sẽ buồn biết bao. Con đó, cả con nữa. Đều tại em hết. Em chỉ đi nhảy thôi mà. Sao nào, có đến mức ấy hay không chứ?
Là thế nào hả tên nhóc này? Ta bảo con đổi hết thép, đổi hết. Tại sao con không đổi hả? Là chỉ đổi có một tí thôi. Con làm như vậy bị bên giám đốc giám sát biết được, chúng ta sẽ tổn thất càng lớn nữa. Con có biết hay không? Cậu ta là giám đốc giám sát, cậu ta có quyền quyết định tất cả. Cậu ta nói là được, con có biết hay không? Con xin lỗi. Con cũng muốn là cố hết sức giảm tổn thất cho công ty. Ta không cần cô tiết kiệm số tiền trái pháp luật đó. Không cần. Tại sao đến bây giờ con vẫn chỉ nghĩ được ngắn như vậy thôi? Tầm nhìn nó còn ngắn quá đó. Sau này vị trí này làm sao mà con ngồi được đây? Sao vậy? Không phải là đi phỏng vấn hay sao? Không thể mặc như thế này được. Em chuẩn bị quần áo cho chị rồi. Cảm ơn nha. Xem. Không sao, có bị chật chân không? Lần đầu em đi giày cao gót. Mau để anh xem. Thế nào chứ? Giày hỏng rồi. Anh còn cười em nữa. Sao lại thành thế này chứ? Giày này chả chắc chắn gì hết. Vừa mới đi đã hỏng rồi. Mau để anh coi. Em mặc thế này đến sao? Đây đâu phải là phong cách của em. Rất lạ hay sao chứ? Thôi anh đừng có nhắc nữa. Không phải phỏng vấn hay sao? Đây không phải là quần áo của em đâu. Là Kim Châu đưa cho em đó. Giống phong cách của Kim Châu thật. Lâu như vậy rồi không gặp em. Vừa gặp anh lại gặp trong hoàn cảnh này nữa. Không có, rất tốt mà. Anh còn tưởng rằng vì lâu lắm không gặp anh cho nên em cố ý mặc như thế này. Rất tốt, anh thích mà. Nhớ anh đúng không? Có nhớ không? Nhớ. Anh cũng nhớ em lắm. Người dùng tạm thời không bắt máy, xin gọi là sao? Đốc sư trưởng Hạ, nó có đến hay không? Tứ Lỗi hình như rất bận. Có vẻ như nó rất bận. Phải. Lâu rồi không gặp nó. Muốn ăn cơm cùng nó thôi. Ngồi đi chú Giang. Ăn đi. Ba, mẹ, anh, ăn thế nào? Không tệ, rất ngon. Chú à, đây là lần đầu tiên chú đến tiệm nhà cháu đúng không? Đúng vậy, cảm giác thế nào chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Chú thấy thịt bò này lượng nhiều là cũng ngon. Đúng là mộng khiết. Chú thật không ngờ cháu lại mở được cửa hàng thế này. Chú vui mừng cho cháu quá. Gần đây cháu hình như kiếm được lời rồi. Ta vừa thấy bảng giá tiền cũng khá cao đó.
Đừng để người ta cho rằng con đang cướp tiền. Ba, sao vậy ba? Sao như vậy được? Con đang để cho người ta có tiền chủ động đem đến rồi bỏ vào túi của con thôi. Kiếm đủ tiền là được, đừng có tham quá nha. Mộng Khiết, anh ủng hộ em. Được, vậy thì em đi lấy một bình rượu vang nữa qua đây. Được, đi đi. Khoan đã, lần trước em nói với anh chuyện tập đoàn bằng việc tuyển dụng. Anh giúp em nghe ngóng rồi. Thật sao? Em đoán lần này người tuyển dụng là ai? Ai đó? Hạ Cương. Là anh ta. Vậy thì em phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Cậu ta rất có khả năng sẽ nhận ra em đó. Vậy chưa chắc. Khi chúng ta quen nhau là hồi nhỏ. Bây giờ đã mười mấy năm trôi qua rồi. Mọi người đều thay đổi hết. Chưa chắc anh ta sẽ nhận ra em đâu. Sao vậy? Có phải là anh sợ anh ta nhận ra em hay không? Biết quan hệ của hai chúng ta. Anh sợ gì chứ? Anh mà sợ họ biết quan hệ của hai chúng ta hay sao? Anh còn muốn đem mối quan hệ của chúng ta nói cho toàn thế giới biết. Vậy không có được. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Vậy chứ khi nào mới là lúc? Minh Châu, em muốn hai chúng ta gặp nhau vụng trộm thế này đến khi nào chứ? Anh nghĩ xem. Anh là một luật sư lớn, còn em là người đến tốt nghiệp đại học cũng không có. Tại sao em có thể ở bên anh được? Minh Châu à, anh xin em đó. Chuyện đó không có quan trọng gì hết. Tại sao lại không quan trọng hả? Đối với em mà nói rất quan trọng. Đối với ba của anh mà nói là càng quan trọng hơn. Đối với ba của anh mà nói là càng không quan trọng. Anh thấy điều quan trọng nhất là hai chúng ta ở bên nhau. Có thích lẫn nhau hay không? Em có thích anh hay không? Qua một khoảng thời gian nữa đi. Ít nhất thì để em làm việc ở công ty tập đoàn Bằng Đạt đã. Dáng vẻ lúc ấy của em mới có tư cách. Đến lúc đó em có thể đi gặp bác trai. Được thôi. Vậy thì nhất ngôn cử đỉnh. Bụng của anh đói rồi. Gọi đồ ăn đi. Nhân viên phục vụ. Chị Bân à, Tiểu Khiết và chúng tôi khá chứ? Dạ tốt lắm chị. Người cũng rất xinh đẹp. Lại còn biết kiếm tiền nữa chứ. Tôi hỏi thật đấy. Để Tiểu Khiết làm đối tượng cho gian lỗi thế nào? Anh để tự em đi được rồi. Có vừa không? Anh thấy đôi này rất đẹp. Chỉ là không biết em đi có thoải mái hơn hay không. Anh không sợ tặng giày cho em rồi em đi nói rồi chạy mất hay sao chứ? Vậy cho nên mới phải mua cho em giày cao gót. Giày cao gót chạy không có nhanh đâu. Em chạy đến đâu anh cũng có thể đuổi kịp em. Có vừa không? Vừa rồi. Mẹ, mẹ nói đùa cũng đùa hơi lố rồi đó. Mẹ không nói đùa đâu. Vợ của con. Ba con nói rồi, ông ấy giúp con chọn. Còn đối tượng của Tiểu Khiết, mẹ sẽ giúp cho nó chọn. Mẹ không thích nhà giàu cho lắm. Cũng không thích những gia đình làm chính trị. Chỉ cần là mẹ được rồi. Con lớn tiếng làm gì chứ? Ba, ba không thấy mẹ nói những lời này rất quan đường hay sao? Nói thẳng ra là rất buồn cười. Cũng không phải là không thể. Gian lỗi điều kiện của anh ấy cũng rất là tốt. Ông cũng nghĩ như vậy hay sao? Cho tôi hạt tiêu đi. Nào để tôi, để tôi. Tôi làm được mà. Đi thử xem. Không cần đâu, cái này đắt quá anh à. Minh Châu à, anh là luật sư có tiền đồ mà. Có tin anh hay không? Vậy cũng không được. Tại sao lại để anh tốn tiền như vậy? Sao lại nói là tốn kém? Mặc lên người của em không có tốn kém đâu. Nhưng mà em. Đi đi, mau đi thử đi mà.
吧，慢走。哇，这 nơi này rộng quá， 这里好大呀。